Một dàn thiên thần áo trắng với những đôi cánh thiên thần. Họ là ai? Họ đảm nhận công việc gì? Và hai khách mời là cặp vợ chồng đình đám trên mạng xã hội Kiên Hoàng và Loan Hoàng sẽ dựa vào yếu tố nào để mở màn bí mật về công việc của họ? Hãy cùng đón xem tập 5 ngay sau đây. Thánh Trung, Diệu Nhi, xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mỗi một dịp cuối tuần, quý vị sẽ quây quần bên bữa cơm gia đình với những người thân sau một tuần làm việc vất vả và bật TV chờ đợi chương trình của chúng tôi. Vì ở chương trình của chúng tôi sẽ có những điều đặc biệt thú vị, có những nghề nghiệp có thể tương đồng với công việc mà quý vị đang làm, hoặc cũng có những công việc mà quý vị chưa được biết bao giờ. Và hơn hết là chúng tôi muốn mang tới cho quý vị những kiến thức, những thông tin về rất nhiều những điều phong phú trong cuộc sống này liên quan tới mỗi một công việc. Tôi luôn có trợ lý Diệu Nhi ở bên cạnh. Và đã lâu rồi tôi không đặt câu hỏi cho cô ấy. Em đã bao giờ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng một ai đó chưa? Nói về những cái câu hỏi về gia đình, về xã hội thì em đã ước là một cái chặng đường của mình là phải là 24, 25 tuổi là em phải lập gia đình và có hai con. Và đến bây giờ? Nó bị chững. Nó bị hút qua cái tuổi mà em đã đặt ra kế hoạch. Có nghĩa là em đã đi qua ở cái kế hoạch đấy khoảng gần chục năm rồi đúng không? Dạ đúng. Nếu như mơ xa hơn thì em mơ số lượng chồng và con của em trong một ngôi nhà là bao nhiêu? À, em nha, nếu mà em thích thì... Số lượng chồng thì em mong muốn là một thôi anh ạ. Một. Làm đám cưới cực lắm. Con thì em mong muốn là sẽ có ba đứa. Ba đứa, vất vả đấy. Dạ. Có chịu được không? Dạ em cũng chưa biết nữa, nếu như mà nó càng ngày càng hút cái tuổi em như vậy em sợ em không chịu được. Anh cũng bắt đầu hơi lo cho em. Em cũng lo. Nhưng hôm nay anh hỏi em câu chuyện đó bởi vì người chơi đến với chương trình sẽ là một cặp vợ chồng. Họ đang có một mái ấm mơ ước của rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ. Họ có một cô con gái 4 tuổi rất là dễ thương. Chúng ta sẽ cùng chào đón Kiên Hoàng và Loan Hoàng. Lời đầu tiên xin cho phép Kiên và Loan gửi một lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Giác quan thứ 6 trên màn ảnh nhỏ. Chào anh Trung, chào Diệu Nhi. Chào anh, chào chị. Thật ra là Nhi đừng chào anh chị, tại vì lúc nãy ở trong kia thì Kiên và Loan đã nghe câu chuyện của Nhi. Và thực tế ấy, Nhi ạ, Kiên với Loan với Nhi bằng tuổi. Là sinh năm... 91. Ồ, chào hai bạn. Sinh năm 91 mà đã con 4 tuổi rồi. Thưa quý vị, tuổi có thể như nhau nhưng số phận thì hoàn toàn khác nhau. Hai em lập gia đình được bao lâu rồi? Bọn em lập gia đình thì cũng hơn số tuổi của em bé nhà em là 1 tuổi ạ. Là 5 năm ạ. Đúng là cùng tuổi nhưng mà hạnh phúc đến sớm ạ. Vâng. Tại sao em lại cười? Tại vì là lúc nãy Nhi bảo là trong cái khoảng của Nhi là 24-25 ấy ạ. Tại sao nó lại khớp với bọn em như thế? Đó. Tại vì cái mức mơ ước cái mức mơ ước của một người con gái bình thường như Nhi. Thôi em hát bài Thôi đừng chiêm bao đi. Anh muốn hỏi rằng trong cuộc sống gia đình của bọn em ấy dạ. Thì cái điều gì làm cho mọi người họ quan tâm tới gia đình của em trên mạng xã hội? Em nghĩ là có lẽ là chính cuộc sống bình thường của bọn em thôi, chứ cũng không có cái gì mà quá đặc biệt. Bởi vì thực sự là cuộc sống của bọn em thì cũng giống như rất là nhiều cặp vợ chồng, cũng như là những bố mẹ trẻ khác. Đấy là chăm con này. Thì em nghĩ rằng là chắc là cũng may mắn nhận được sự quan tâm của mọi người nên là mới được mọi người theo dõi ạ. Cái này em nói được bởi vì em cũng là một người hay xem hai bạn rất là nhiều, các clip của hai bạn. Là bởi vì cái sự gần gũi và cái sự chân thật, cũng như là khi mà xem gia đình hai bạn cảm thấy rất là bình yên. Bình yên với lại bé Cam, rất là dễ thương, rất là lanh, và với hai chú chó, chú Chun với chú Chan nữa. Thưa quý vị, đúng là những người độc thân họ rất nhiều thời gian để quan tâm đời sống của người khác. Đúng rồi, thèm. Thôi, chúng ta có lẽ rằng dừng ở đây thôi, còn tìm hiểu nhau thêm trong chương trình. Vâng. Và chúc hai em sẽ gặp nhiều may mắn dạ. khi dạ, vâng vượt qua các thử thách. Dạ. Mời các em sẽ về vị trí của mình.
vị đang đến với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Mời trợ lý. Chương trình của chúng ta sẽ có tổng cộng 5 gói tiền thưởng tương ứng với các giá trị là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Cùng lúc đó là có 6 nghề nghiệp tương xứng với 5 vị khách mời của chúng ta. Nhiệm vụ của hai người chơi đó là vượt qua từng vòng một khi chúng tôi đưa ra các nghề nghiệp và mọi người lựa chọn gói tiền thưởng, đoán xem khách mời nào sẽ phù hợp và làm công việc đó. Nếu đúng, mọi người sẽ có số tiền thưởng mà mình chọn. Nếu sai, tiền thưởng sẽ ở lại với chương trình. Và đến cuối, khi đã có số tiền thưởng cuối cùng vượt qua 5 vòng thi, các bạn sẽ biết xem số tiền thưởng này nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên do thông điệp mà các bạn sẽ nhận được ở chiếc két mà các bạn sẽ chọn ngay sau đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chọn két. Hai bạn chọn chiếc két số mấy? 1, 2, 3. Cho em chọn. Em chọn số 2 ạ. Anh biết ngay mà. Tại sao em lại biết vợ sẽ chọn số 2? Tại vì là vợ em sinh ngày 22 tháng 12. Bản thân là cái công việc kinh doanh của bọn em, tên cửa hàng cũng là 2212. Và cái con số 2 này này, nói chung nó là một con số mà vợ chồng em đặc biệt thích. Em hãy giúp các bạn mở két. Dạ vâng. Đây. Kết quả của cái này cuối chương trình mình mới biết được. À thế ạ. Bây giờ mình sẽ đổi mật khẩu. Rồi, mình sẽ bấm 4 số mật khẩu và bấm dấu thăng. Không được. Em đoán là bao nhiêu? Em đoán là 2212. 2212. Có thể lắm. Chúng ta sẽ được biết ở cuối chương trình. Bởi vì bây giờ thì có biết cũng chẳng để làm gì. Bởi vì đã có tiền thưởng đâu mà nhân đôi hay là chia đôi. Vì thế chúng ta sẽ đến với vòng 1. Nhưng bây giờ là lúc quý vị khán giả hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Anh ấn tượng với thiên thần số 2. Có thể là khi ở trên cao gió nó thổi mạnh quá, tóc nó khó mọc. Là con gái thật là khó hiểu, phải không Diễm Nhi? Diễm Nhi có đồng cảm với mình không? Thì em đang nghĩ là anh số 4 có thể là y tá. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3. Và bây giờ là vòng 1 có tên gọi ấn tượng đầu tiên. Chúng ta đang được nhìn thấy 5 khách mời đến với chương trình hôm nay. Họ dường như là những thiên thần đến từ một nơi rất là tốt đẹp và mang tới hạnh phúc cho chúng ta. Phải nói rằng là mỗi thiên thần đều có nét đẹp riêng và có cái sắc vóc riêng. Em nhìn thấy 5 thiên thần đây, em ấn tượng với ai? Chắc là em ấn tượng với lại thiên thần thứ 5. Tại sao? Tại vì em thấy cái mái tóc xoăn xoăn nó rất là hợp với lại cái bộ cánh thiên thần. Còn anh? Anh ấn tượng với thiên thần số 2. Bởi vì thế mới thấy thiên thần hay người thường đều cũng có những nhược điểm như nhau thôi. Có thể là khi ở trên cao gió nó thổi mạnh quá, tóc nó khó mọc. Và bây giờ là lúc các thiên thần sẽ tự giới thiệu về mình để hai người chơi biết được giọng nói của họ, biết được thần thái của họ và biết đâu đó là dữ liệu để các bạn đoán được xem họ sẽ phù hợp với ngành nghề gì. Xin mời thiên thần số 1. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Y Vân, mọi người hay gọi em là Vân Vân. Và em yêu thích màu trắng giống như bộ cánh thiên thần của em vậy. Xin mọi người hãy đoán em là ai nhé. Và bây giờ sẽ là thiên thần số 2 ạ. Tôi tên là Hoài Nhật. Mọi người hay nói tôi là hòa đồng, vui vẻ và thân thiện. Tài năng lẻ, tài năng chẳng của tôi không có nhiều. Đố mọi người tôi là ai nhé. Anh thân thiện quá. Nghe cái giọng thân thiện này thì em thấy sao? Em thấy anh cũng khá là dễ gần. Bây giờ sẽ là thiên thần số 3. Xin chào mọi người, tôi tên là Kim Ngân. Tôi cảm thấy tôi là người có thể làm được tất cả mọi việc, nhưng quan trọng là tôi có thời gian để làm hay không. Cá tính của tôi thì đôi lúc rất là nhẹ nhàng và khi lại rất là mạnh mẽ. Lúc trầm tính nhưng khi cực kỳ năng động. Các bạn hãy đoán xem tôi là ai nhé. Quá xuất sắc. Thiên thần này có vẻ rất tự tin. Có thể đây là thiên thần phụ trách về niềm vui, đúng không? Sự năng động. Bây giờ
sẽ là thiên thần số 4, mặt hơi căng thẳng một tí. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Thanh Ân. Nếu như mà ai hỏi tôi có sở thích gì đặc biệt hay không thì thật sự tôi không biết nói gì. Bởi vì tôi có rất nhiều sở thích, ví dụ như là đua xe mô tô, đua trong trường đua chứ không phải đua ngoài đường phố, hoặc là đi bộ đường dài nè, hoặc có thể là đọc sách, xem phim. Vậy mọi người hãy đoán xem tôi là ai nhé. Một thiên thần khá thú vị. Vậy thì hãy cùng đến với phần giới thiệu của thiên thần số 5. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Như Trần. Mỗi khi rảnh rỗi thì mình thường rủ các bạn của mình đi dạo phố, ăn những món đường phố như là trà sữa nè, bánh tráng trộn nè, trà chanh các kiểu. Nhưng mà cũng có đôi lúc mình muốn nằm ở nhà một mình xem những bộ phim lãng mạn và tình cảm. Là con gái thật là khó hiểu, phải không Diễm Nhi? Diễm Nhi có đồng cảm với mình không? Mà các bạn đoán xem mình là ai nhé? Anh đã định đoán ngay đây là thiên thần hộ mệnh của em rồi. Nhưng không biết là trong số 5 thiên thần ở đây thì hai vợ chồng thấy thiên thần nào phù hợp với mình? Loan? Em thì đang thấy khá là thích bạn thiên thần số 3. Và em nghĩ là thiên thần số 3 sẽ phụ trách về công việc gì? Em nghĩ là chị này thì kiểu Kiều Anh nói rất là tự tin. Để mà đoán thì em nghĩ là chị sẽ làm cái gì liên quan đến kiểu giảng viên nhá. Thế còn Kiên, em thấy ấn tượng với thiên thần nào? Em thì lại khá là ấn tượng với hai anh số 2 và số 4. Bằng trực giác em đoán đi, thiên thần số 2 phụ trách về công việc gì? Em sẽ đoán là anh thiên thần số 2 này sẽ nghiêng về kiểu như là kinh doanh. Kinh doanh ở đây mà anh ấy làm chủ luôn đấy ạ. Còn với bạn số 4 thì em nghĩ bạn ấy sẽ làm về kiểu như là có thể là về bất động sản. Và chúng ta muốn biết họ làm nghề gì và ứng với công việc nào. Hãy cùng đến ngay với phần lựa chọn gói tiền thưởng của hai người chơi. Các bạn sẽ lựa chọn số mấy? Số 2 đi ạ. Vẫn là số 2, xin mời. Anh chọn số khác đi. Số 2 đi ạ. Và nghề nghiệp tương ứng: y tá. Một công việc tôi nghĩ rằng nó cũng quá là phù hợp với hình ảnh của những thiên thần. Bình thường y tá thì mình rất là hay liên tưởng đến là phụ con gái đúng không, phụ nhưng nữ, nhưng mà ở đây lại là con trai. Anh đang nghĩ là bạn số 4 đấy. Tại vì là như lúc nãy em có nói là bạn ý làm về kiểu bất động sản ấy các thứ, nói chung là em thấy được trong bạn ý có một cái sự nó hơi khéo léo, nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi dịu dàng một chút. Cái dịu dàng ở đây là cái sự cảm giác là có cái sự ân cần đấy ạ. Đó thì em đang nghĩ là anh số 4 có thể là y tá. Thế còn Loan? Nếu mà là chọn con trai thì em sẽ rất là phân vân là bạn số 4. Nhưng mà nếu mà chọn con gái thì em phân vân giữa bạn số 1 và số 5 ạ. Tại vì là làm y tá thì thường là người cũng rất là kiểu nhỏ nhỏ người, xong rồi để nhanh nhẹn. Nếu như các bạn còn phân vân thì hãy đến với phần nhận xét của trợ lý chương trình. Hai bạn biết không, hai bạn sẽ có hai quyền trợ giúp. Quyền đầu tiên đó chính là quyền tiếp cận. Hai bạn sẽ có 15 giây tiếp cận gần để mà mình có thể nhìn rõ hơn đối tượng. Cái quyền thứ hai là quyền loại trừ, sẽ loại trừ bớt những đáp án không chính xác. Hai quyền này sẽ được sử dụng trong vòng 1 và vòng 2, hoặc là sử dụng cùng một lúc trong một vòng hai quyền luôn. Thế thì anh nghĩ là nên dùng loại trừ. Bọn em quyết định là sẽ dùng loại trừ trước. Chúng ta sẽ dùng quyền loại trừ. Như vậy là số 2 và số 3 sẽ không phải làm công việc y tá. Thế thì anh nghĩ là khả năng chắc là mình chọn chị số 1 đi. Em muốn số mấy? Em vẫn chọn số 4. Số 4 á? Tại vì em nghĩ là bình thường khi mà nghĩ đến y tá là mọi người rất hay nghĩ là con gái. Là phụ nữ đúng không? Nhưng mà em nghĩ là chương trình sẽ kiểu cho mình một bài toán khó hơn ý. Sẽ là kiểu con trai. Ok, thì đi chọn là số 4 đi ạ. Số 4? Dạ. Số 4 ạ, vâng. Các em hãy bấm chuông để chốt phương án. Nếu là em sẽ chọn số mấy, trợ lý? Em chắc em chọn số 1. Vì sao? Tại vì thường làm y tá, một là cột tóc, hai là để tóc ngắn đó. Chứ để tránh mà tóc dài dễ bị rụng tóc, nó vi khuẩn thì em nghĩ là số 1. Em nói thì anh đỡ hoang mang hơn. Em cũng biết. Đúng là suy nghĩ của những cái người độc thân họ luôn khác. Đúng rồi. Một cái góc nhìn khác. Dạ vâng. Bây giờ sẽ là kết quả. Là vâng, không chính xác. Bạn Loan
khả năng là bị loạn thị. Màu đỏ chứ không phải màu xanh. Bạn ấy đã hét lên. Giật mình. Tức là em đang tưởng số màu đỏ là đúng. Bây giờ mới là đúng này. Hãy cùng xem. Chắc là đúng rồi. Đó là ai? Chắc là chị số 1 rồi. Tại vì sao? Tại vì khi mà Loan vừa chốt phương án một cái thì em lại để ý là lúc đầu khi mà nói với y tá chị cười rất tươi, nhưng mà khi mà vừa chốt một cái chị cuộc sống đôi khi rất đơn giản, không phức tạp như các bạn nghĩ đâu. Số 1 các bạn có thể nhìn nhận ra, nhưng các bạn sợ rằng chương trình đánh lừa nên đã không lựa chọn, và các bạn đã không đúng. Vậy thì số tiền thưởng là bao nhiêu ở lại với chương trình? Xin mời được mở ra gói số 2. 10 triệu. Khá nhiều. Và bây giờ là lúc hãy cùng làm quen với thiên thần phụ trách công việc y tá đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin mời bạn ạ. Chào bạn. Dạ, xin chào bạn hai anh chị MC và xin chào hai khách mời và quý vị khán giả. Em tên là Y Vân và em là y tá chăm sóc các em bé. Tuyệt vời. Em đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi và tại sao em lại lựa chọn công việc này? Em làm công việc này được gần 8 năm rồi ạ. Và lý do em chọn công việc này, thứ nhất là trước khi vô trường là do mẹ em bị bệnh. Và tiếp nữa là em yêu các em nhỏ. Nên là em sẽ chọn con đường này đến bây giờ ạ. Và là một người thường xuyên chăm sóc các bạn thiếu nhi ấy, thì ngoài cái tình yêu ra này còn phải có cả cái cảm xúc đó chứ. Cái cảm xúc có nghĩa là khi chúng ta yêu công việc rồi, yêu các con rồi, nhưng mà cái cảm xúc là chúng ta phải ôm mỗi một đứa trẻ như chính đứa con của mình. Thì bạn có bao giờ có cái cảm xúc đó không? Có rất nhiều ạ. Khi mà mình chăm sóc các em thì giống như là mình không phải là bệnh nhân của mình nữa. Em là người chưa có gia đình nhưng mà em thấy giống như con của mình vậy. Và chăm sóc với một cái tâm như thế thì giống như người nhà mình, thì mình có tình cảm nhiều hơn và sự kết hợp, hợp tác giữa các em bé với mình nó sẽ dễ hơn. Diệu Nhi, dạ, vâng. Em có câu hỏi gì muốn dành cho thiên thần của chúng ta không? Em có câu hỏi là ví dụ như là người chưa có gia đình mà muốn vào ở trong đó một ngày phụ em chăm sóc các con để có cái hôn á, để nhanh có con, thì em thấy nó có được không? Thực ra cũng không khó đâu chị, bởi vì xuất phát từ tình yêu thì em nghĩ cái gì cũng làm được. Cho chị vô làm chung với em mấy ngày cho chị nhanh có chồng có con á em. Tại vì chị làm ở ngoài đây bị mọi người trêu chọc quá, cái chị ế tới bây giờ luôn á. Không, chị ế là xu thế bây giờ nên chị cứ để như vậy. Bởi vì ế bây giờ là bình thường chị. Vậy chị không cần vô bệnh viện với em. Không cần chị. Cảm ơn em rất nhiều đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã chọn một công việc anh nghĩ là cũng rất là cao quý và cực kỳ quan trọng, đặc biệt với những ai làm bậc cha mẹ có con nhỏ và khi ốm đau ấy, thì mới thấy những người y tá, những người bác sĩ như thế này quan trọng và cần thiết như thế nào trong cuộc sống của mình. Chúc em thật nhiều sức khỏe, giữ vững được đam mê để trong tương lai sẽ có gia đình, có những đứa trẻ của riêng mình. Dạ, và mang nhiều niềm vui hơn nữa cho các bậc cha mẹ và các bạn thiếu nhi. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, cảm ơn chị Nhi và chúc hai anh chị lựa chọn đúng. Vâng, cảm ơn chị ạ. Em cũng nghĩ là số 2 hoặc là số 4, cái quãng đường giao thông nào thì cũng có một cái gương mặt lạnh và bình tĩnh. Bọn em sẽ quyết định chọn anh số 2 ạ. Em vẫn tin vào Nhi nói ạ. Đây là trợ lý chương trình mà anh, mình phải tin trợ lý chứ. Ừ, tốt. Đang đến với vòng thứ hai của chương trình Giác quan thứ 6 có tên gọi Cảm quan. Vẫn như vậy, hai người chơi sẽ lựa chọn gói tiền thưởng trước khi chọn nghề nghiệp. Bọn em lần này sẽ chọn số 5 ạ. Số 5. Nghề nghiệp tương ứng. Y học cổ truyền. Wow. Các em biết gì về y học cổ truyền? Y học thì ai cũng biết rồi. Cổ truyền thì gần như là những cái mà em thấy rằng là từ trước đây ông cha ta để lại. Ví dụ như là những cái thuật như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Theo em hiểu là y học cổ truyền thì không nhất thiết là phải là người lớn tuổi thì mới có thể làm được, mà vẫn có thể là các bạn trẻ cũng vẫn có thể làm được. Nhưng mà cái này khó nha.
nếu như các em cảm thấy khó quá thì hãy để trợ lý của anh phân tích. Mình còn một cái quyền tiếp cận nữa đó, có thể lên nhìn tay tay mà ai mà đen đen đó. Đúng rồi. Mà mấy đầu ngón tay mà đen đen đó là hay là bốc thuốc đó. Ok, thế thì bọn em sẽ chọn phương án là sẽ dùng nhìn quyền. Vâng, tiếp dùng cận. Quyền tiếp cận ạ. 15 giây bắt đầu. Ở trong dàn thiên thần này thì anh số 2 là đang hợp lý nhất. Anh thì lại nghĩ là ở cái chị số 3. Tại vì là chị có đeo một cái chuỗi hạt. Thêm thường thường những người cổ truyền người hay đeo cái đó. Không, mấy người mà bán dòng phong thủy mới đeo. Lúc em nhìn tay anh số 2 thì em thấy là bàn tay của anh ấy rất là dày. Và tay cũng hơi chai sạn mà đúng như là Nhi nói là... Em vẫn tin vào Nhi nói à? Đây là trợ lý chương trình mà anh, mình phải tin trợ lý chứ. Ừ, tốt. Như là lúc vòng 1 thì Nhi cũng gợi ý là đấy, y tá là phải tóc kiểu ngắn ngắn. Đấy. Em rất là tin ạ. Tốt. Đấy. Như vậy là trợ lý của anh đã làm được đúng phận sự của mình rồi đấy. Nhưng mà hình như là chồng em thì đang nghiêng về chị số 3. Chắc là khả năng là sẽ chọn anh số 2 đi, tại vì thật ra là anh số 2 cũng là hợp lý nhất ở đây. Vâng, bọn em sẽ quyết định chọn anh số 2 ạ. Em chọn số mấy, trợ lý? Em sẽ chọn bé số 5. Số 5. Vậy thì các bạn sẽ chốt phương án đó là số? Số 2 ạ. Số 2 ạ. Hy vọng là anh sẽ mang lại may mắn cho em. Nào hãy cùng xem kết quả. Thật em phải đón sai mất rồi. Không chính xác. Em chọn số 5 đúng không? Dạ đúng. Biết đâu đấy hôm nay trợ lý của tôi lại là người may mắn không, ai sẽ làm công việc y học cổ truyền. Xin mời. Số 3 rồi. Số 3. Sorry. Số 3. Lúc đầu bạn có phân vân với số 3 không? Có. Lúc đầu phân vân số 2, số 3 đấy ạ. Và cuối cùng là chọn số 2. Vậy thì hãy cùng xem cái việc sai này sẽ mang của các bạn đi bao nhiêu tiền chứ? Xin mời. 1 triệu, rất may mắn. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ với thiên thần số 3 của chúng tôi. Xin mời. Xin chào chị, xin mời chị giới thiệu thêm về mình. Lời đầu tiên thì em xin gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Em tưởng ca sĩ gì đó. Dạ, em tên là Kim Ngân. Hiện tại thì em đang làm tại phòng khám từ thiện Đông Y bên quận 6, chuyên về chữa bệnh cơ xương khớp như là đau đầu mất ngủ, đau cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa, tai biến. Em đã làm công việc này bao lâu rồi? Em học từ năm 2012 và sau khi tốt nghiệp em làm tới bây giờ. Em có thể nói cái sự khác biệt của Đông Y và Tây Y được không? Mỗi bệnh sẽ có một phương pháp chữa khác nhau. Bây giờ em đứng ở vai trò đây, em không so sánh giữa Đông Y và Tây Y, nhưng em chỉ đưa ra một kết luận chung là ví dụ như mình bệnh về những bệnh cấp hoặc là những bệnh liên quan tới mổ xẻ thì mình sẽ vào Tây Y để mà chữa những cái cấp. Còn Đông Y là chữa từ cái gốc, từ cái sâu bên trong. Tại chủ yếu Đông Y bệnh là do khí huyết mình không lưu thông, bị ứ trệ, bị tắc nghẽn. Thì chủ yếu những thuốc của Đông Y và những cách chữa trị của Đông Y như là châm cứu bấm huyệt sẽ tác động khí huyết lưu thông, sẽ làm cho khí huyết lưu thông thì cơ thể mình sẽ hết bệnh. Và ví dụ nhé, anh lấy ví dụ, nếu anh hay làm việc ở trường quay, anh phải đứng như này, anh đau lưng. Thế thì nếu mà Tây Y thì sẽ uống thuốc để giảm đau. Dạ. Thế còn nếu như mà Đông Y thì có cách nào để làm cho cái việc hay đứng này nó không phải uống thuốc mà nó vẫn đỡ mỏi không em? Thí dụ Tây Y mình uống thuốc chỉ là giảm lúc đó, nhưng khi hết thuốc mình sẽ bị đau lại. Đúng. Còn rồi. Đối với Đông Y là mình sẽ có những loại thuốc để mà khí huyết, hành khí hoạt huyết. Còn kết hợp giữa uống thuốc thì mình phải châm cứu bấm huyệt để cho mà lưu thông khí huyết. Ví dụ em cũng sẽ có những bài tập, nếu như bệnh nhân tới phòng khám em sẽ kết hợp như những bài tập để mà bệnh nhân tự tập ở nhà. Chính bản thân bệnh nhân sẽ là vị thầy thuốc của họ, mà mỗi chúng ta, mỗi con người ở đây đều có thể là một người thầy thuốc nếu như chúng ta tự bản thân mình có thể tập luyện ở nhà. Người ta gọi đó là khí công y đạo. Em có thể dạy anh một chút được không? Bởi vì nghề của anh là rất hay bị đau cái thắt lưng này vì đứng nhiều. Dạ. Dĩ nhiên là em có thể dạy, nhưng em cần một cái giường á, cái ghế, ghế cũng được. Thưa quý vị, vào lúc này trên sân khấu của chúng tôi đã có một chiếc ghế và đã có bệnh nhân đầu tiên đến
để trải nghiệm cái cách chữa bệnh đau mỏi thắt lưng. Xin hỏi là chị đã có phiếu khám chưa? Rồi, hồi nãy em đã bốc số 2 rồi. Số thứ tự ạ? Số mấy ạ? Số 2. Ô, chị ơi, của em số 1 ạ. Rồi, đi ra. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Nhưng mà nhớ số 1 xong phải tới số 2 cho đừng có. Và cảm ơn chị, mời chị đi về nha. Rồi, được rồi. Quan trọng là phòng khám, còn thời gian thì khám thế nào chả được. Vâng, mời bạn ạ, hãy hướng dẫn giúp tôi cũng như là các quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Sau đây mình xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những bài tập cơ bản ở nhà để mình có thể tự tập điều trị đau cổ vai gáy, đau lưng. Động tác thứ nhất đối với cổ vai gáy là động tác gập đầu. Chúng ta sẽ gập đầu tối đa, giữ lại 3-5 giây, xong chúng ta thả về vị trí cũ. Động tác thứ hai, ngửa cổ, ngửa tối đa, giữ lại 3-5 giây, quay về vị trí cũ. Động tác thứ ba, một tay giữ vai, một tay giữ đầu. Rồi, hai tay này chúng ta sẽ kéo đối kháng, giãn ra, giữ 3-5 giây. Yêu cầu bệnh nhân ngồi thẳng. Em phải công nhận một điều nha. Là vì an toàn của tóc bệnh nhân, bệnh nhân xin nghỉ cho bệnh nhân số 2 vào. Này, khi chị này chị chữa bệnh, trông chị khác hẳn với cái con người kiểu xin chào toàn thể quý vị khán giả nọ kia á, nghiêm nghị hơn, nghiêm nghị mà rất là chuẩn chỉ á. Xin quý bệnh nhân vui lòng yên lặng sắp xếp theo số thứ tự. Chắc phòng khám đông lắm á. Dạ, phòng khám một ngày gần 100 bệnh. Ồ. Dạ, tại bên em là phòng khám từ thiện cho nên rất là nhiều bệnh nhân khó khăn đến để chữa trị. Dạ. Rồi, đây là động tác thứ ba, một tay để vai, một tay chúng ta để lên đầu. Thật ra mấy cái động tác này á, nó gần giống như là những cái động tác yoga mà em hay tập ở nhà đó. Dạ, đây cũng là một phần của yoga nhưng mà chúng ta vừa tập kết hợp với hít thở. Động tác thứ tư, đối ngược lại. Rồi, thả ra. Động tác thứ năm, chúng ta sẽ xoay cổ. Xoay cổ. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại. Giống khởi động. Chừng nào mình bắt đầu mới vô bấm huyệt vậy? Chắc có lẽ là về cái bấm huyệt thì xin mời anh chị hoặc là quý vị các bạn hãy tới phòng khám của em để em có thể bấm huyệt được kỹ hơn. Chứ nơi đây thì có lẽ là nó hơi bị khó cho về phía trang phục cũng như của các anh chị. Cảm ơn em đã đến với chương trình và em đang làm việc tại một cái phòng khám từ thiện như vậy. Anh nghĩ rằng là cũng rất là đáng quý. Mong là trong cuộc sống sẽ có nhiều người có cái tấm lòng hảo tâm như em cũng như để chia sẻ cái công sức của mình giúp ích cho mọi người. Nhưng anh muốn hỏi rằng là em làm ở phòng khám từ thiện như vậy thì đảm bảo cho cuộc sống của em không? Ban ngày là em làm bên phòng khám từ thiện với chồng của em, hai vợ chồng em là cùng là từ thiện. Còn ban đêm là tụi em về, tụi em mở một cái spa mini thôi, chuyên về chăm sóc da mặt bằng thảo dược, là chủ yếu kinh tế chính của em là ban đêm. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc cho vợ chồng em sẽ làm ăn phát đạt với cái cơ sở nhỏ nhỏ đó. Và chúc cho em sẽ giữ được sức khỏe để có thể giúp đỡ và cứu giúp được cho nhiều người bệnh. Cảm ơn em nhé. Vợ chồng em là những người rất là tuyệt vời. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ là vòng 3 được mang tên Trực giác. Lúc này hai người chơi của chúng ta đã bỏ phí mất 11 triệu. Họ vẫn chưa có tiền thưởng, nhưng còn 3 vòng nữa với những số tiền thưởng lớn nhất đang còn ở đó. Bây giờ các bạn lựa chọn gói tiền thưởng số mấy? Bọn em chọn gói tiền thưởng số 4 ạ. Số 4. Và nghề nghiệp tương ứng: tài xế xe cấp cứu. Một công việc tôi nghĩ là cũng cực kỳ quan trọng. Hàng ngày khi chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng khi người nhà, người thân hay bản thân chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta mới thấy con người điều khiển chiếc xe này quan trọng đến cỡ nào. Đôi khi chỉ cần nhanh vài chục giây thôi cũng có thể cứu tính mạng được cả một con người. Vâng. Chắc là không phải phân tích nhiều nữa về công việc này, các bạn có thể lựa chọn ngay ạ. Tài xế xe cấp cứu thường thường phải là những người tay lái rất là cứng, lái rất là giỏi, lái rất là nhanh và có sức khỏe tốt nữa. Bọn em nghiêng với anh số 2. Loan cũng thế chứ? Thực ra là bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn nữa nên là thôi em lựa chọn theo chồng em. Em thì sao?
Em thì em cũng nghĩ là số 2 hoặc là số 4. Em nghĩ số 4, số 4 có một cái gương mặt lạnh lùng. Bất kể một cái quãng đường giao thông nào thì cũng có một cái gương mặt lạnh và bình tĩnh. Số 4. Và nếu như người chơi đã chốt số 2, các bạn có thể bấm chuông ạ. Chờ muốn bấm lần không? Ok. Số 2. Thật ra mà nói về hình thức, nói về tuổi tác, nói về cái cảm quan bằng thị giác thì đúng là không ai hợp hơn anh số 2. Nhưng liệu có đúng hay không? Bây giờ sẽ là kết quả. Yeah. Tôi nghĩ là không quá khó ở nghề nghiệp này khi chúng ta còn lại 3 khách mời. Nhưng hãy cùng xem số 4 kia tiền thưởng là giá trị bao nhiêu. 15 triệu. Các bạn đã có số tiền thưởng đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thiên thần số 2, lái xe cấp cứu. Xin mời ạ. Em chào anh. Xin mời anh giới thiệu về mình cũng như là nói thêm về công việc của mình cho khán giả được biết rõ hơn. Em tên là Nguyễn Hoàng Nhật. Hiện là tài xế cấp cứu cho bệnh viện Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng là người sáng lập ra chuyến xe nghĩa tình và mai táng từ thiện không đồng để phục vụ cho bà con nghèo. Chúng ta sẽ nói về cái công việc lái xe cấp cứu trước. Anh đã làm công việc này bao nhiêu lâu và cơ duyên nào đưa anh tới với công việc này? Em chạy xe cấp cứu là đã được 6 năm. Trong những lần mình chuyển bệnh lên tuyến trên thì mình vô tình mình gặp những bà con nghèo mà khó khăn không đủ khả năng mà cần xe đưa về các tỉnh thì mới bắt đầu mình mới phát tâm ra cái chuyến xe không đồng là bằng cách là mình phải bán cái căn nhà của mình để mà mình mua xe cứu thương phục vụ cho bà con nghèo. Tuyệt vời. Anh lái xe từ thiện rồi bán nhà như vậy thì hàng tháng anh lấy thu nhập ở đâu để duy trì cái cuộc sống gia đình ạ? Mình làm cơ quan nên bạn bè, anh em, đồng nghiệp thì ai có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu, đồng hành với mình. Rồi mình hoạt động cái chuyến xe không đồng. Rồi thời gian sau này á, thì gần một năm trở lại đây á, thì mình làm luôn ra cái vấn đề mai táng từ thiện không đồng cho những bà con nghèo mà ở phòng trọ ở thành phố Hồ Chí Minh á, mà mất không có nhà cửa không rồi. Có người thân. Dạ đúng rồi, có người thân nhưng mà kiểu như dạng nhà trọ người ta không có cho mình là không đáp. Không có cái điều kiện để làm dạ. Đáp. Thì mình sẽ lo trọn gói cho tới lúc đi hỏa táng luôn. Phải nói là tôi không biết nói cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng là không nhiều người làm được. Bởi vì quan điểm của tôi là giàu có mà tử tế thì nhiều người làm được. Nhưng khi còn nghèo khó mà tử tế thì không phải ai cũng làm được. Đấy, nhưng anh đã chăm lo cho người khác mà hơn hết là người thân của anh cũng đồng hành với việc đó. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái phước rất lớn của gia đình. Và con cái anh chắc chắn trong tương lai sẽ được hưởng cái phước đó. Và chắc chắn sẽ trưởng thành và trở thành những người tốt. Kiên và Loan, em thấy thế nào về câu chuyện của anh? Thực sự thì hôm nay em thấy rằng là chương trình chọn trang phục thiên thần rất là hợp với cả những nhân vật đến đây. Cho dù là công việc là gì đi chăng nữa nhưng mà tấm lòng của họ thì rất là xứng đáng với đôi cánh mà họ đang mang trên vai ạ. Diệu Nhi, em sẽ nói gì? Em thì thật sự là quá cảm phục anh và vợ anh. Bởi vì để nuôi hai đứa nhỏ nó còn có rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà anh với chị cũng đã hy sinh hết sức những cái nhu cầu của mình, những cái kinh tế của mình để mà đi làm việc từ thiện. Thì em thật sự rất là nể phục anh chị. Và tôi chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn trên con đường làm những việc tử tế và tốt đẹp. Ở đâu đó trong cuộc sống này cũng sẽ có những người giống như anh. Và biết đâu đó sau hôm nay khi lên chương trình của chúng tôi sẽ có nhiều người tìm tới anh để cùng chung sức với anh để lo cho bà con, lo cho những người cần tới cái sự quan tâm của các anh, các chị. Và mong anh giữ được sức khỏe, chị giữ được sức khỏe. Chúc các cháu ngoan và tương lai sẽ trưởng thành, trở thành những người tốt cống hiến cho xã hội giống như những gì anh đã làm cho xã hội vào lúc này. Cảm ơn anh rất nhiều. Dược sĩ là những người mà có kiến thức về y học cũng như là các loại thuốc rất là tốt. Nhà em có ai làm trong ngành y không? Dạ không. Dạ không. Dạ không.
tại em hay đi ra mua thuốc. Em nghiêng về yếu tố là bác sĩ răng hàm mặt nhiều hơn. Thế còn trợ lý? Nếu mà em chọn giống người chơi vậy không được. Em là thương hiệu của chương trình mình cho nên sao là... Sao lại là thương hiệu? Em là trợ lý. À, em là cái gương mặt trợ lý đại diện cho chương trình. Thì... Em chỉ là gương mặt trợ lý thôi chứ không đại diện cho chương trình. Vậy em chọn giống người chơi. Đấy. Đang đến với vòng thứ tư của chương trình Giác quan thứ sáu với tên gọi Lập luận. Lúc này hai người chơi của chúng ta đang có 15 triệu, các bạn vẫn còn 2 vòng nữa và ở đó vẫn còn số tiền thưởng là 25 triệu, số 1 hoặc số 3. Các bạn sẽ lựa chọn số nào? Số 3. Bé sẽ chọn số 3. Số 3. Nghề nghiệp tương ứng. Dược sĩ. Nào, trợ lý, dược sĩ là gì? Dạ, dược sĩ là những người mà có kiến thức về y học cũng như là các loại thuốc rất là tốt. Dược sĩ mình có thể thấy rất là gần gũi mình ở những cái nhà thuốc đứng bán thuốc, phân loại thuốc cũng như là tư vấn mình phù hợp với cái loại thuốc nào. Lần này kiến thức khá chắc chắn. Nhà em có ai làm trong ngành y không? Dạ không. Dạ không, dạ không. Dạ không. Tại em hay đi ra mua thuốc. Không đúng. Nào, Loan. Dạ. Trực giác của em sẽ lựa chọn ai? Nếu mà để làm dược sĩ thì em rất là đang nghiêng về bạn số 5 ạ. Ngoài cái việc là họ tư vấn thuốc ra cho mình thì họ cũng sẽ kiểu như là họ phải gọi là như là họ cũng một ngành kiểu như là dịch vụ nữa ấy. Tức là họ cũng sẽ phải tương tác với cả người mua để tư vấn làm sao như nào. Thì em cảm thấy là bạn số 5 này trông bạn ý rất là niềm nở và có một cái gì đấy rất là thân thiện ấy ạ. Vẫn là loại thuốc đấy nhưng mà riêng bạn này mà bán thuốc thì mình cảm giác là uống vào nó nhanh khỏi hơn. Vâng. Đấy ạ. Ở vòng này là bọn em dùng loại trừ nhiều hơn là đoán. Tại vì ngày hôm nay thì em thấy là đang thiên về ngành y và chắc là sẽ còn bác sĩ nữa. Mà em thì em đang cảm giác là bạn số 4 này sẽ làm cái gì đấy mà kiểu trông bạn nghiêm túc ấy ạ. Nên là em nghĩ là loại trừ bạn số 4 này đi thì sẽ là còn bạn số 5. Trợ lý của chương trình, em thấy sao? Em nghĩ là bạn số 4. Số 4, lý do? Tại vì bạn số 4 có một cái sự bình tĩnh, rất là đầm tính. Giống như là ví dụ như là đặt trường hợp là bạn đang bán thuốc và em chạy lại ra bụng, ra bụng. Thì bạn cũng kiểu bình tĩnh. Có nghĩa là khi nhìn thấy gương mặt này mình đang đau mà mình thì bớt đau đúng không? Vâng, cũng là một cách giải thích. Và các bạn sẽ lựa chọn thế nào? Bọn em sẽ chọn số 5 ạ. Chốt. Bây giờ sẽ là kết quả. Dược sĩ rồi, hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 có giá trị là bao nhiêu. 5 triệu. Vậy là thiên thần hộ mệnh của em ấy là làm dược sĩ. Bảo sao khi nói về dược sĩ, anh thấy em có một kiến thức cảm giác nó không phải là của mình nhưng lại cực kỳ tự tin. Có nghĩa là cứ như ai nói hộ em ấy chứ không phải là em. Đấy, và anh nghĩ rằng là nếu như mà em mà không làm nghệ thuật thì khả năng em cũng sẽ làm dược sĩ đấy. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách số 5. Xin chào bạn. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Như Trần, hiện tại mình là dược sĩ. Trong cái nghề dược sĩ thì cái điều gì là vất vả và khó khăn nhất? Vất vả của mình là mình phải học rất nhiều về chuyên môn hóa sinh, cũng như mình sẽ nhớ những cái tên thuốc. Mình sẽ lựa chọn ra những cái tá dược nào mà nó phù hợp để mà mình nhớ cái loại thuốc đó, để mình sẽ đưa ra cái liệu trình với lại cái phương án và cái viên thuốc đó tốt nhất cho bệnh nhân sử dụng. Em cảm thấy rất là khó đó chứ. Ngoài cái tên đúng của cái thuốc còn có cả tên viết tắt nữa đúng không? Rồi những cái thành phần, cả những cái bệnh nhân là họ có bị là dị ứng với một cái thành phần nào đó trong một cái viên thuốc, thì cái người dược sĩ họ cũng phải nhớ, phải hỏi bệnh nhân là có dị ứng thành phần gì của thuốc không, là phải đưa ra cho chính xác. Anh thì anh còn nhìn thấy một cái điều vất vả nữa của các dược sĩ, đó chính là cả ngày cứ đứng ở trong một cái góc như vậy, có vài mét vuông với rất nhiều những loại thuốc. Trông vậy thôi nhưng mà nhiều lúc nó rất là buồn chân buồn tay. Và có khách thì không sao, chứ nhiều khi mà ngồi không như vậy cả ngày cũng rất là mệt, đúng không em? Dạ. Yeah. Và cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và mong bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều.
vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến vòng thi cuối cùng, vòng thi quyết định của chương trình Giác Quan thứ 6. Chúng ta còn một gói tiền thưởng cuối cùng, đương nhiên rồi, nó sẽ là 25 triệu. Và hai nghề nghiệp cuối cùng đó là bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ thẩm mỹ. Nhưng mà thì như là từ đầu chương trình là anh này không cười, anh này không cười cho nên không biết là răng anh sao á. Mà bác sĩ thẩm mỹ cũng rất quan trọng. Dạ. Bởi vì nhờ bác sĩ thẩm mỹ mà có rất nhiều những người đã đổi đời. Vâng. Thay đổi được diện mạo của mình. Anh này cũng rất là cao to, cho nên là em nghiêng về yếu tố là bác sĩ răng hàm mặt nhiều hơn. Thế còn Loan? Tại em cũng cận, em không nhìn được là nụ cười. Nhưng mà thường là bác sĩ làm răng hàm mặt thì chưa chắc là họ đã làm răng sứ. Vì nếu mà anh này mà làm răng sứ thì em nghĩ là anh ấy sẽ không phải làm bác sĩ răng hàm mặt. Em vẫn sẽ chọn phương án là bác ý là bác sĩ răng hàm mặt ạ. Bác sĩ răng hàm mặt ạ. Vâng. Thế còn trợ lý? Với kinh nghiệm của em thì thật ra cái khúc này là cái rất là khó nè. Em thì hồi nãy em cũng nghĩ là bác sĩ răng hàm mặt đó. Nhưng mà nếu mà em chọn giống người chơi vậy không được. Em là thương hiệu của chương trình mình. Cho nên sao là thương hiệu? Em là trợ lý. Em là cái gương mặt trợ lý đại diện cho chương trình. Thì... em chỉ là gương mặt trợ lý thôi chứ không đại diện cho chương trình. Vậy em chọn giống người chơi bác sĩ răng hàm mặt. Đấy. Có thế thôi, em cứ đi thẳng vào vấn đề đi, em cứ cố cài làm gì mọi người lại hiểu nhầm. Và nếu như các bạn đã chốt, các bạn có thể bấm chuông. Ok, em chốt ạ, răng hàm mặt ạ. Hy vọng kết quả anh sẽ mang 20 triệu về. Chính xác. 25 triệu đã thuộc về người chơi. Em giải thích một tí ạ, tại vì là lúc đấy em để ý là anh ấy có đeo nhẫn cưới. Mà nếu là bác sĩ thẩm mỹ thì thường là bác sĩ thẩm mỹ không kết hôn sớm. Mà lý do? Thì tại vì em cũng hay đi kiểu khám các bác sĩ kiểu spa chăm sóc, nhưng em thấy là ít khi họ kết hôn sớm lắm, mà anh ấy trông còn rất là trẻ. Và có một cái dữ liệu thứ hai nữa ấy, đấy là ngay từ đầu khi mà anh ấy giới thiệu thì đó, như em bảo là anh ấy khá là ấp úng. Có nghĩa là nói năng không được mượt. Mà thường ấy thì những là bác sĩ thẩm mỹ sẽ phải giao tiếp với bệnh nhân nhiều hơn là bác sĩ răng hàm mặt. Cho nên em nghĩ là về khả năng ăn nói của anh này như vậy thì hợp lý với bác sĩ răng hàm mặt nhiều hơn. Có nghĩa là ý em nói là bác sĩ răng hàm mặt nói chủ yếu chỉ có mấy từ là há miệng ra, ngâm miệng lại, đau không, đau phải giơ tay nhá. Đúng rồi. Nào, chúng ta hãy cùng làm quen với bác sĩ răng hàm mặt của chúng ta. Vị trí số 4. Xin mời anh giới thiệu thêm về bản thân của mình. Mình tên là Đỗ Thanh Ân. Mình là bác sĩ và thạc sĩ của chuyên ngành răng hàm mặt. Wow. Có vẻ như bạn chính là cái hình mẫu mà trợ lý của tôi đã tìm suốt mấy lâu nay. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác là bạn đứng cạnh trợ lý của tôi mà cứ càng ngày bạn cằn lùi xuống là thế nào. Tôi có cảm giác là bạn thích... Cái đó thói quen thôi. Thói quen. Ví dụ như trước đây người ta giống như mới nãy mọi người có bàn là bác sĩ nha khoa là chỉ có ngồi trên ghế rồi nói bệnh nhân là há rồi ê hay này kia thôi. Nhưng mà không đúng nữa. Tại vì bác sĩ răng hàm mặt bây giờ ngoài cái câu chuyện là làm răng không, nhưng mà phải đánh giá về tổng thể thẩm mỹ của gương mặt. Tổng thể thẩm mỹ của con người, thân người. Mọi người bây giờ nghe cái từ là thiết kế nụ cười đúng không? Smile design rất là nổi tiếng bây giờ. Thì nó phải đánh giá trên tổng thể gương mặt, tổng thể hình dáng đi như thế nào để ra một cái form răng phù hợp. Và thứ hai, cái từ bác sĩ răng hàm mặt nó chỉ không chỉ gói gọn trong răng thôi, mà nó ví dụ như mọi người có bao giờ thấy những trường hợp như té gãy xương, gãy cầm, hoặc những cái trường hợp mà mình muốn làm phẫu thuật cho nó đẹp lên để đẩy cầm ra để trước cầm hoặc ra. Lên sau cái đó cũng thuộc về chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt luôn. Với một nụ cười như thế kia thì tạo hóa đã thiết kế đúng hay sai thưa bác sĩ? Tạo hóa. Thực ra với Diệu Nhi thì cái form răng hình tam giác nó không có phù hợp lắm với cái gương mặt trái xoan. Thì cái gương mặt trái xoan nó phù hợp với form răng là oval. Thành ra để mà cân đối á, thành ra cuối cùng cái răng nó hơi cánh bướm, nó hơi loe nhẹ. Đúng rồi. Chứ khi mà chỉnh thành form răng oval, cái gương mặt nó sẽ sáng hơn chút xíu. Vậy bây giờ mình phải làm muốn sao? Làm thay đổi form răng thì nó có một cái giải pháp đưa ra mọi người hay nghe là veneer hay là dán sứ á. Thì nó sẽ bảo tồn cái mô răng tốt hơn là cái việc mà mình mài răng làm cái mảo răng. Để tốt, chỉnh nhai trước, sau đó dán veneer, nó sẽ tốt hơn. Vậy là chúng ta đã biết được rằng là
một bác sĩ răng hàm mặt không đơn thuần như những gì mà chúng ta được nghe đâu, mà nó còn có nhiều những chuyên môn phức tạp khác. Vậy thì bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho bạn, tại sao bạn lại lựa chọn con đường là bác sĩ răng hàm mặt? Là ngay từ lúc thi đại học mình không có chọn chuyên ngành này mà là một chuyên ngành khác. Nhưng mà cái lý do để mình gắn bó công việc bác sĩ răng hàm mặt là một cái lý do chính là do ông ngoại của mình trước đây là bị ung thư vòm họng á. Thì những người mà bị ung thư vòm họng á, nó có hai cái vấn đề chính. Thứ nhất, cái thời gian sống nó không kéo dài quá trên bàn tay, là không kéo dài quá 10 năm. Và thứ hai là ung thư vòm họng, giai đoạn cuối của ung thư á, nó rất là đau đớn. Đau đớn như vậy thì thấy cái ông của mình bị vậy thì mình cũng chỉ mong muốn là ok, mình có thể làm cái gì đó để giúp ông của mình hoặc những người sau này giống ông của mình để bớt đau hơn. Thì dĩ nhiên mình không thể nào chữa lành cho họ, tại vì ung thư đó là một loại ung thư ác tính, không thể nào sống trên 10 năm. Và giai đoạn cuối rất là đau, mà mình tìm cách đó. Thì hiện tại ok, thì có lẽ là mình chưa có thể đạt được cái mong muốn như ban đầu để mình kéo theo cái nghề này, là làm phẫu thuật cho những người bị ung thư. Nhưng mà đâu đó mình cũng đã đi được một quãng đường ngắn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và đạt được những cái thành tựu trên con đường mà mình đã lựa chọn, giúp ích được cho thật nhiều người. Cảm ơn bạn. Chúng ta đang đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình. Vào lúc này, hai người chơi đang có một số tiền thưởng rất lớn. Các bạn có quyền nhân đôi hoặc cũng có thể bị chia đôi. Đạ. Hoặc giữ nguyên hoàn toàn do thông điệp mà các bạn đã lựa chọn. Đó chính là chiếc két số 2. Mời bạn hãy mở két ra và xem bên trong đó là gì. À, em cảm ơn. Hãy lật ra nào. Nhân đôi! Thưa quý vị, thật may mắn. Như vậy là chúng ta đã có số tiền nhân đôi dành cho người chơi 45 triệu. Nhân đôi bằng 90 triệu. Xin được chúc mừng. Các bạn sẽ nói gì vào lúc này? Thưa quý vị, hôm nay đến với chương trình Giác quan thứ 6 thì vợ chồng Kiên rất là bất ngờ khi được một số tiền rất rất là lớn lên tới 90 triệu đồng. Qua đây thì cũng muốn cảm ơn Giác quan thứ 6, cảm ơn anh Trung, cảm ơn Nhi rất là nhiều vì hôm nay đã cho Kiên và Loan có cơ hội đến đây để tham gia chương trình này cũng như là được hiểu hơn về tất cả những thiên thần tại đây. Và hy vọng rằng là nếu mà có cơ hội gặp lại thì Kiên và Loan sẽ có một phần thưởng cao hơn nữa. Tôi nghĩ rằng 90 triệu là một số tiền xứng đáng với các bạn. Dạ. Bởi vì các bạn hôm nay rất may mắn. Còn tôi nói với quý vị khán giả rằng trong cuộc sống này có rất nhiều những thiên thần. Thiên thần không phải trong những câu chuyện cổ tích, không phải ở đâu đó xa xôi, mà ở chính những ngành nghề công việc xung quanh chúng ta. Những con người nhỏ bé, thầm lặng, đóng góp vào sự phát triển của xã hội cũng như giúp ích cộng đồng và những người xung quanh. Hãy luôn luôn trân trọng và yêu quý họ. Và chúng tôi, những người làm chương trình Giác quan thứ 6, cảm ơn những con người đang làm ngành y trên mọi miền của Tổ quốc đã luôn luôn ngày đêm âm thầm để chăm sóc cho những bệnh nhân, chăm sóc cho sức khỏe cộng đồng. Chúc cho tất cả các bác sĩ, các y bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn là những thiên thần trong lòng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn yêu mến chương trình và hãy nhớ giờ phát sóng của Giác quan thứ 6. 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Tôi là Thành Trung và trợ lý của tôi là Diệu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng chờ đón tập tiếp theo của Giác quan thứ 6 với hai diễn viên trẻ đầy cá tính và tài năng, Ngọc Thanh Tâm và Trần Phong. Họ đã hóa thân thành nhiều vai diễn với những ngành nghề khác nhau. Liệu họ có vận dụng được điều này để đoán đúng nghề của các nhân vật bí ẩn? Chúng ta sẽ cùng chờ đón trong tập 6 được phát sóng lúc 12 giờ trưa Chủ nhật trên kênh VTV3.